xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Studio và đây là bản tin Đinh Niu ngày hôm nay là ngày 6/11. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, mới đây thì một số nhà thiết kế cho rằng Apple sẽ phát triển iPhone thế hệ mới, vuông vắn, góc cạnh hơn và sẽ lấy cảm hứng từ chiếc iPad năm 2018 vừa rồi. Như các bạn có đã biết thì Apple mới xuất xưởng bộ ba iPhone và phải tới ngày 9 tháng 11 thì iPad Pro mới được bán ra thị trường. Thế nhưng những cái tin đồn và những dự đoán về thế hệ iPhone của năm sau thì đã bắt đầu được xuất hiện. Và nó được cho là có tên gọi là iPhone XE. Kiểu XE đây là số 11 trong ký tự La Mã vậy. Nó sẽ là một cái thế hệ đột phá về ngoại hình. Và các nhà thiết kế Gamma Sky thì cho rằng dựa trên cái mẫu iPad Pro vừa được Apple công bố cuối tháng 10 vừa qua thì mọi người cũng có thể phần nào hình dung về thế hệ iPhone mới. Thiết kế bo cạnh của iPhone đã được Apple duy trì trong khá là nhiều năm và nó cũng đã trở nên quen thuộc rồi. Thế nên nhiều khả năng rằng năm tới đây thì hãng sẽ loại bỏ và quay trở lại việc thiết kế điện thoại vuông vắn cũng như là cứng cáp trên thế hệ iPhone 5 trước kia. Còn về phía tay thỏ của nó thì nó sẽ vẫn có mặt trên iPhone mới, thế nhưng nó sẽ nhỏ hơn và nó sẽ dài hơn. Cũng trong cái tuần này thì chuyên gia phân tích Minchuko cho rằng các loạt điện thoại iPhone 2019 sẽ trang bị hệ thống camera Face ID mới hơn với khả năng làm khuôn mặt của người chụp sáng hơn và giảm những cái tác động từ ánh sáng từ môi trường tới trải nghiệm chụp ảnh của người dùng. Các bạn thân mến, theo Asia Hàn Quốc thì Samsung sẽ công bố mẫu điện thoại màn hình gập đầu tiên của mình tại hội nghị dành cho các nhà phát triển SDC bắt đầu từ ngày mai ngày 7 tháng 11. Và thiết bị được dự đoán với tên gọi là Galaxy F là sự kết hợp giữa smartphone và máy tính bảng. Và các tin đồn cũng đã nói rằng sản phẩm mới của Samsung sẽ có màn hình OLED 7,3 inch và cho phép gấp lại như những chiếc điện thoại nắp gập trước kia. Cùng với đó sẽ là một màn hình OLED 4,6 inch thứ hai đặt ở bên ngoài, hỗ trợ sử dụng thiết bị như một chiếc điện thoại thông thường khi mà gập lại. Và với thiết kế này thì Galaxy F sẽ được dự đoán là có kích thước khá to, dày nhưng sẽ vẫn đủ để người dùng bỏ trong túi quần hay là túi áo. Máy sẽ dùng bộ vi xử lý 7 nanomet thế hệ tiếp theo do Samsung hoặc là Qualcomm phát triển, chạy bản Android đặc biệt được xây dựng riêng dành cho cấu trúc màn hình gập. Và với smartphone màn hình gập lần này thì Samsung sẽ có thể phá vỡ thế nhàm chán trên các sản phẩm cao cấp của mình hiện nay. Và trong 4 quý gần đây thì doanh số smartphone của hãng điện tử Hàn Quốc đều đi xuống. Và điều đó thì cũng chứng minh rằng dòng Galaxy Note và Galaxy S đang trở nên thiếu sức hút hơn đối với người dùng. Ngoài Apple thì Samsung cũng đang phải chịu áp lực lớn từ các nhà sản xuất đến từ Trung Quốc, tiêu biểu như là Huawei hay là Xiaomi. Bản thân Huawei thì cũng chạy đua với Samsung trong cái việc phát hành điện thoại màn hình gập được. Tuy nhiên thì cả hai đều đã rơi cái danh hiệu đầu tiên này vào Royal Land, một công ty Trung Quốc có cái trụ sở tại Mỹ. Các bạn thân mến, Giáng sinh cũng sắp đến rồi và nhằm chuẩn bị cho mùa Giáng sinh năm nay thì Samsung cũng đã phát triển biến thể màu trắng tinh khôi cho dòng Galaxy Note 9. Thông tin này vừa được đưa ra bởi chuyên gia dò dỉ Even Plus, vì vậy nó có thể rất được tin tưởng. Nếu điều đó là sự thật thì biến thể này sẽ được sự hấp dẫn đối với người dùng, đặc biệt khi mà Galaxy Note 9 sẽ có các cái tùy chọn màu sắc như là Metallic Copper, Lavender Purple, Ocean Blue, Midnight Black và Cloud Silver. Trong danh sách 5 tùy chọn màu sắc nói trên thì đã có tổng cộng 4 màu sắc sẵn có trên chiếc Galaxy Note 9. Mặc dù vậy thì con số này vẫn kém so với cái số lượng màu sắc mà iPhone XR cung cấp, bao gồm cả các phiên bản màu trắng nữa. Và điều thú vị hơn là khi Galaxy S10 cũng được cho là sẽ có phạm vi màu sắc rộng tương tự, và sản phẩm cao cấp của Samsung sẽ dự kiến có các cái màu trắng, đen, xám, xanh dương, đỏ, xanh lá cây và màu vàng. Mặc dù vậy thì cũng cần phải nhớ rằng đây không phải là lần đầu tiên mà Samsung phát triển biến thể màu trắng cho dòng Galaxy Note của mình. Vào năm 2015 thì công ty cũng đã từng tung ra phiên bản White Pearl cho Galaxy Note 5, và các biến thể khác như là Galaxy S7, S8 thì cũng đã không nhận được cái tùy chọn màu sắc này, quên S9 nữa. Vì vậy, rõ ràng thì sự xuất hiện của biến thể màu trắng tinh khiết của Galaxy Note 9 trong mùa lễ cuối năm này thì sẽ vô cùng là thú vị. Và bản thân mình sẽ khuyến khích Samsung nên có tùy chọn màu xanh lá cây nữa. Ok, và lần vừa rồi thì mình đã gửi tới các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi X Studio, và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp gì thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và goodbye.